Ok, sau khi xem xong thì đây, chỗ đây có một cái lỗi của nó anh em. 2 hay 3 thôi. 3 cái đường của nó, 3 đường vân của nó, 1, 2, 3, còn lại là vân thật của nó. Còn lại là vân thật của nó. 3 cái đường vân nó có xử lý. Còn đây, chỗ đây cũng có xử lý đôi chút nha anh em. Chỗ cái khúc này này đó, chỗ cái khúc này này, nó có xử lý. Còn lại là vân thật của nó hết. Tấm này rất là đẹp luôn. Tấm này thực sự rất là đẹp. Dạ chào anh em là Duy, Ưng Đình Duy, chủ sập gỗ nha. Nên em là trong quá trình xẻ cây thì ngoài những tấm có không có lỗi thì chắc chắn là trong một cái cây nó đều có sẽ có xuất hiện những tấm nó có lỗi. Và những cái tấm có lỗi đó làm sao mà để mình gửi tới cho anh em, mình bán được cho anh em cũng hài lòng và mình cũng vui vẻ. Thì đương nhiên những tấm có lỗi đó thì mình không thể nào mà mình để im như vậy mà mình giao hàng luôn cho anh em được. Mình phải xử lý anh em, mình phải qua xử lý gọi là thẩm mỹ sĩ để cho tới giao tới anh em. Đương nhiên là tiền nào của nói anh em, những cái tấm mà nó không có lỗi thì chắc chắn là nó cao giá hơn những tấm có lỗi rất là nhiều tiền, trên là theo rất là nhiều đó anh em. Sẵn đây thì bên em vừa xẻ ra một cái lô gỗ nó cũng bị lỗi khá là nhiều tấm đấy, cho nên là em làm cái clip này sẵn để chỉ cho anh em xem những cái lỗi ở bên em đã được anh em thợ bên em xử lý như thế nào, nó có đẹp hay không, nó có thực tế hay không đấy, nó nhìn nó có tự nhiên hay không nha anh em. Và sẵn đây thì em sẽ định giá lại những cái tấm này cho mọi người cùng xem để anh em có thể biết là được cái sự chênh lệch nhau giữa những cái tấm không lỗi và những tấm có lỗi thực tế nó chênh lệch nhau nhiều như thế nào anh em nha. Và trong lúc mà bán hàng giao dịch thì anh em có thể mua lầm chứ bên em không bán lầm. Những cái sản phẩm nào đó nó có lỗi hay không có lỗi thì những anh em đang làm việc với em đều được biết rồi đó, lỗi nhỏ em cũng là sẽ báo cho anh em nên em yên tâm. Thôi nói chung là mời anh em cùng xem và có khi là anh em sẽ bất ngờ với nhiều tấm sập, nhiều cái bàn, nhiều tấm gỗ đã được qua xử lý, nhìn nó rất là tự nhiên, rất là thật. Mà anh em nói chung là anh em chuyên nghiệp, không chuyên nhìn không ra đâu. Và em đây em rất là nhìn gỗ hàng ngày đây nè, mà em đôi khi em còn nhận không ra nữa anh em ạ. Anh em càng ngày nó càng cao tay. Anh em mời anh em cùng xem. Và đây chỉ là mới gỗ thô thôi nha anh em, hoàn thiện thì chắc chắn là sẽ khó mà thay lỗi được những cái tấm này đó anh em. Thực sự là khó mà thấy á. Mời anh em cùng xem ạ. Thôi anh em, đây là tấm sập đầu tiên mà em muốn gửi tới anh em. Tấm này là ngang 1m68 và 3m12 và dài 18 phân nha anh em. Dạ. Đây em là, và quên nữa là tấm này là nó phe cạnh, đang để phe lũ tự nhiên. Phe lũ tự nhiên. Nó giống bên đây nè anh em. Đó, nó giống cạnh bên đây. Thì em sẽ quay cho anh em xem ở trên bề mặt của tấm này. Tấm này rất là đẹp luôn. Tấm này rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó, anh em đã phát hiện ra được cái lỗi nào của nó chưa? Thì được rồi, em vừa mới đi Hải Phòng vài ngày. Trong lúc đi thì anh em ở nhà đã xử lý những cái lỗi đây. Thì em cũng không rõ là nó lỗi chỗ nào, nên bây giờ em gặp cùng anh em tìm luôn nhé. Đó, anh em đã phát hiện ra lỗi chưa? Nhìn hướng ở phía trên đây, nhìn về nó ngược nắng anh em, nó chói, rất là chói luôn. Đây anh em đã thấy phát hiện ra lỗi rồi anh em ạ, em đã phát hiện ra lỗi rồi. Chỗ đây này anh em, có hai đường chỉ mà anh em họ đã xử lý. Đó, đây này anh em, hai vị trí này đó anh em thấy không. Và khi hoàn thiện thì rất là khó thấy, càng khó thấy hơn nữa nha anh em. Khi hoàn thiện thì tấm này nó sẽ, thứ nhất là sẽ đẹp hơn và thứ hai là càng khó thấy hơn nữa đấy, lỗi chỗ đó. Và chỗ đây cũng có một vết lỗi nữa anh em, cái đường này này anh em, đó cái đường này này nhìn không thấy đâu anh em ạ, đúng không? Cho nên anh em chỉ có thể là anh em mua lầm thôi chứ bên mình là không có bán lầm. Anh em đến với nhau sự chân thật hơn em ạ.
đó. Tấm bay nữa mà không lỗi nó có giá trị luôn em, rất là nhiều tiền mà để sở hữu nó. Cái kiểu khe cạnh tự nhiên này nó rất là đẹp. Và tấm này bên em định giá nó là 70 triệu nha anh em. Tấm này bên em định giá nó là 70 triệu. Đó. Rất là đẹp luôn. Ok anh em. Tiếp tục qua tấm thứ hai. Tấm thứ hai là tấm đây. Tấm này là ngang 1m75, dài 3m12 và dày 18 phân. Nó cũng là khe cạnh tự nhiên luôn em. Cái chỗ dấu dơ nha nè, trong sườn nó rất là bụi, em vừa mới tạt nước á, nó còn ẩm luôn nè, nó còn ẩm luôn nè anh em. Đây tấm này 3m12, ngang 1m75, dày 18. Anh em thấy cái chỗ lỗ nào vẽ chưa, và xử lý chưa? Tấm này bề mặt rất là lớn luôn nè. Nó ngược nắng chắc xí nữa em chỉ quay ở đầu kia thôi nha anh em. Ngược nắng coi nó chói tức mắt lắm. Ok. Và lỗi ở trên tấm này là chỗ văn xoáy này anh em đó. Nguyên một cái toàn mảng chỗ đây. Đấy. Như cái mảng từ chỗ đó. Phía phần đây đây, khúc đây là văn thật của nó nha anh em. Còn đây là cái văn mà anh em đã xử lý rồi đó. Đó. Còn lại thì em không thấy lỗi chỗ nào được hết. Hoàn thiện lên rất là khó thấy nha anh em. Và chắc chắn là đẹp hơn như vậy nữa. Ok, và bên em định giá cái tấm này, tấm số 2 đây, ngang 1m75, dài 3m12, dày 18 phân. Định giá nó là 75 triệu. Mỗi tấm này nếu mà gặp chút cái tấm mà hoàn hảo, không lỗi, nếu mà bán ra thị trường sẽ chênh lệch nhau từ 15 tới 20 triệu nha anh em. Từ 10 tới 20 triệu trong khoảng đó. Và tùy người bán nữa, có khi nó hơn. Cho anh em tiếp theo tấm số 3. Đây, tấm này rất là đẹp luôn anh em ạ. Ngang 1m3, dài 3m1 và dày 17 phân. Tấm này rất là đẹp luôn. Mình đứng lên cao qua cho anh em xem. Wow. Chỗ đây vết dơ đó, vết dơ anh em. Sườn rất là bụi. Anh em có cứ biết à. Lấy cao qua cho anh em xem. Đây là tấm số 3 nha anh em. Anh em đợi chú có điện thoại. Đây là tấm số 3. Tấm số 3. Ngang 1m3. Giờ 3m01, giờ 17 phân. Đây là tấm số 4 nè. Xí mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Mình tập trung vào tấm số 3 nha anh em. Ngang 1m3, giờ 3m01, dày 17 phân. Xem thử nào, với kinh nghiệm nãy giờ hai tấm anh em đã thấy được lỗi của tấm nào chưa? Tấm này chưa? Đây là
những chút lưu. Đây anh em, bên này có xử lý chút cái cụm nhỏ nhỏ thôi nha anh em. Còn chỗ đây là những cái văn thật của nó, cái chỗ là văn thật của nó hết á. Còn chỗ đây thôi. Đó anh em. Đó cái chỉ cái cụm này thôi, còn chỗ đây là văn thật. Còn chỗ đây em cũng đang nghiêng rồi. Để em xem được không. Đây anh em. Và chỗ đây nữa, trên này có hai lỗi, tấm đây có hai lỗi. Chỗ đây, còn chỗ đây là văn thật đó nha anh em. Chỗ đây là văn thật chứ không phải là văn văn đã qua xử lý đâu. Ngang 1m3 dài 3m01 và dài 17 phân. Và tấm đây vuông nha anh em, vuông chứ không phe. Vuông đã được sẽ vuông hết rồi. Những tấm còn lại sau đây là những tấm đã vuông hết rồi nha anh em. Và tấm đây bên em định giá nó là 40 triệu anh em ạ. 40 triệu. Và hứa với anh em luôn, nếu mà tấm đây nếu mà không lỗi, nó không có hai cái vết đó, nếu mà ra thị trường cái tấm đây cỡ gì nó cũng phải 55-60 triệu. Nếu mà không có hai cái dấu lỗi đó, tùy người bán nữa nha anh em. Nó không phải 55-60 triệu, đó là cái giá trị thật của một cái tấm mà nó không lỗi. Đấy, ok. Giờ sẽ qua cái tấm thứ tư. Thứ tư này thì ngang 1m6 lận, dài 2m82 và dài 20 phân. Tấm thứ tư ngang 1m6 dài 2m8, ây à, dài 20 phân. Đó anh em, đẹp không anh em? Tấm này cá nhân em thấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Anh em đợi chút em lấy cái điện thoại nhỏ của em. Ok, mình sẽ đi chi tiết tấm đây. Em đang nghi ngờ chỗ đây. Nói chung là cái lúc em về đây thì xử lý đây thì em phải nhìn gần gần em mới xem được, bởi vì trình độ của anh em thợ ngày càng cao, ngày càng cao. Còn những anh em yêu thích gỗ thôi, nhưng mà thực sự thì em nói là chắc luôn là nhiều anh em nhìn không ra những dấu vẽ đâu. Ngoài chỗ đó ra thì chỗ đây nha anh em, chỗ đây cũng là có dấu vẽ này, anh em có nhìn thấy không? Lúc mà hoàn thiện lên anh em không nhìn thấy được đâu. Đây này, 1, 2, 3 cái văn núi đó đó. Anh em cứ đếm xuống 1, 2, 3, chỗ đó có vẽ, có xử lý, còn lại là những cái đường văn tự nhiên của nó nha anh em. Đó, còn lại là văn tự nhiên của nó đó anh em, nhìn rất là thật luôn. Quá đẹp luôn à. Ngang 16 và 2m82 và ngày 20 phân. Tấm số 4 đây. Bên này là thật của nó nè, còn chỗ ở giữa tâm này nè anh em, đó. Chỗ đây là bên em có xử lý nè, bên em có xử lý chỗ đây. Đó anh em thấy không? Đó, chỉ mỗi chỗ đó thôi anh em ạ. Mỗi chỗ đây thôi, còn những cái xung quanh đây là văn thật của nó. Em đụng vô màn hình cái nhiều là nó lấy ngay cái tâm điện ngay ngón tay em, thành ra tối màn hình mất. Đó, ngay cái khúc ở đây thôi. Còn lại là văn thật nó nha anh em. Quá đẹp luôn. Và để sở hữu cái tấm này thì anh em không phải mất nhiều tiền đâu. Để sửa tấm này bao gồm cả chân và hoàn thiện luôn, anh em chỉ mất có 60 triệu cho tấm này. Ngang 1m6, dài 2m82, dài 20 phân. 60 triệu nha anh em. Để một chút để em viết lên.
Xong tấm thứ tư, hôm nay mình sẽ xem tiếp tới tấm thứ năm. Tấm số 5 là tấm này, ngang 1m6, dài 3m02 và dài 20 phân. Tấm này rất là đẹp luôn. Mấy cái đây là dơ nha anh em, cái bụi đó anh em, anh em đừng quan tâm tới nó. Nó bụi giống như cái vết đây nè. Đó, anh em nhìn nè. Đó, thấy chưa? Xuống nó bụi quá mà. Cho nên đó lý do vì sao bên em không phun hoàn thiện mà chỉ phun lót thôi. Ngang 1m6 và 3m02 và 20 phân. Đối với tấm số 5 này, đó kích thước của nó. Ok, lại cho anh em đi đóng cái cửa các. Vì nó chói quá không thấy được. Bởi vì là bên mình không nói nhưng mà do quá trình mình làm lót quá cực như này là nó bóng cái mặt luôn nè, không cần phun bê nhưng mà nó đã bóng và sáng cái mặt rồi. Đấy, đây là tấm số 5 nha anh em, ngang 1m3 và 3m12 và dài 20 phân. Đấy, cứ kinh nghiệm nãy giờ xem bốn tấm rồi anh em xem tấm này nó bị màu thế nào. Tấm này cả nhà em thấy là khó mà thấy. Đấy. Anh em đã nhận ra chưa? Đó. Chắc là khó nhận ra lắm đúng không? Nên em tấm đây thì không có lỗi gì cả, nó chỉ bị một cái đường ở đây thôi, một cái đường chỗ đây thôi, đầu người ta đây, một cái đường ngắn chỗ đây thôi nè. Đó, còn lại là nó không bị gì hết. Ok, còn lại thì không bị hết, mình thẳng là món của ta. Nên em do là nó không có bị lỗi gì hết và nó chỉ bị mỗi cái đường chỗ đây thôi, ngắn chỗ đây thôi, ngắn xí đây thôi. Thì bên em được giá với tấm đây với giá 70 triệu nha anh em. Mình sẽ sang tấm số 6. Tấm số 6. Tấm số 6 đây có kích thước là ngang 1m5, dài 3m02 và dài 17 phân. Dài 17 phân. Đấy, đây là vàng tấm số 6 này anh em. Rất là đẹp luôn. Mấy cái vết giờ cái chân này nó bị dính nước rồi, thành nó bị dơ quá. Ngang 1m5, dài 3m02 và dài 17 phân. Ok, mình cùng xem thì tấm này anh em họ xử lý chỗ nào anh em nha. Đấy. Đây nè, chỗ đây có xử lý một chút, chỗ đây có xử lý một chút. Ngoài ra là có thêm một chỗ đây nữa nè, chỗ đây có xử lý nha nè.
ngàn mét rưỡi dài 3 mét hơi, dài 7 phân, có 2 chỗ xử lý, chỗ đó và chỗ đây. Mai mốt mình chà ra và mình phun hoàn thiện lên thì cái chỗ rất là khó thấy luôn. Ok, và bên em đang định giá tấm này là 55 triệu nha anh em. Ngang mét rưỡi dài 3m02 và dài 17 phân. Định giá nó là 55 triệu, bao gồm vận chuyển, bill hoàn thiện và cặp chăn đế luôn. Tiếp theo là tấm số 7 đây anh em ạ. Tấm số 7 đây, ngang 1m5, dài 2m82 và dài 18 phân. Ngang 1m5, dài 2m82 và dài 18 phân. Tất cả đều được sửa vuông hết rồi. Ok. Với kinh nghiệm tại giờ thì anh em đã thấy được cái lỗi của nó chưa? Không biết anh em đã thấy được cái lỗi nó chưa? Tấm đây khó là thấy anh em. Tấm đây cá nhân em thấy là rất là khó thấy. Một phần nó nu nữa. Thì cái đây là cái nu thật của nó nha anh em. Cái răng thật của nó đó. Ok, sau khi xem xong thì đây, chỗ đây có một cái lỗi của nó anh em. 2 hay 3 nè. 3 cái đường của nó, 3 đường văn của nó, 1, 2, 3, còn lại là văn thật của nó. Ba cái đường văn có xử lý. Còn đây, chỗ đây có xử lý đôi chút nha anh em. Chỗ cái khúc đây này đó, chỗ cái khúc đây này đó có xử lý, còn lại là văn thật của nó hết. Tấm này rất là đẹp luôn. Tấm này thực sự rất là đẹp. Và tấm số 7 đây, giờ nó ngắn hơn tấm kia. Tấm số 6 dài 3m02 và tấm này dài 2m82, cho nên là bên em định giá nó chỉ là 50 triệu thôi. 50 triệu nha anh em. 50 triệu bao gồm vận chuyển, hoàn thiện và cặp chăn đế. Sắp xong rồi anh em ạ. Tiếp theo là tấm số 8. Tấm số 8 là tấm đây. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Cái này nếu làm bàn rồi thì rất là đẹp luôn. Vừa tầm. Ngang 1m3, giờ 2m83 và dài 16 phân. Cái này vẫn rất là đẹp. Anh em nhìn thấy cái chỗ uốn lượn đây không? Mai mốt hoàn thiện lên rất là đẹp luôn rồi đây. Tấm này cũng khó mà thấy nè. Khó thấy, tấm này khó thấy thiệt. Anh em thở càng ngày càng cao. Đó. Anh em đã thấy lỗi chưa? Tấm này rất là đẹp luôn. Làm bàn nữa thì nhất luôn anh em ạ. Ra thì tấm đây nó chỉ bị lỗ chỗ một đây thôi anh em. Chỗ nào em mới vừa thấy đây, khúc đây. Mà khúc đây xíu, hai khúc đây. Đó. Em zoom ra xa cho anh em xem nha. Hai khúc đó đó. Em thấy chưa? Nhưng mà anh em nó xử lý nhìn rất là hài hòa luôn. Một phần là do cái văn của nó rất là đẹp. Trên kia những cái đường văn nó rối cũng hay. Tấm này về tương lai lên màu rất là đẹp nha anh em. Anh em chơi thời gian nữa nó lên màu rất là đẹp. Đó, cái chỗ này rô rất là hay. Và tấm này bên em đang định giá là 40 triệu cho anh em, bao gồm vận chuyển và cặp chăn đế luôn.
thị trường tắm đây như em mà nói giống như ở bên cái tắm bên kia. Đấy, nếu mà nó không có bị hai cái lỗ chỗ đó thì giá trị nó phải là 55-60 với tắm đây. Ok anh em, 40 triệu cho anh em, rất là rẻ, rất là rẻ cho những cái tấm đây trong cái lô đây luôn anh em ạ. Ok anh em, tiếp theo là tới tấm cuối cùng là tấm số 9 trong cái lô này. Tấm số 9 ngang 1,5 m, dài 21m81 và dài 18 phân. Tấm này rất đẹp, anh em xử lý rất là đẹp, mặc dù là em nhìn xa thì em thấy là tấm này nó xử lý hơi bị rộng. Chỗ đây là bản thân nha anh em, xử lý chỗ đây nè, xử lý chỗ đây nè. Đó, xử lý một chỗ đây thôi, còn lại đều là bản thân của nó hết đó anh em ơi. Những cái lưu đây nè, đó, những cái văng là lại chỗ đây đều là bản thân của nó hết đó, chưa có xử lý gì cả. Thích nhìn chỗ đây quá. Ok. Có chứ. Ok anh em. Tấm này bên em cũng định giá nó là 50 triệu cho anh em. 50 triệu. Đó nè, con chung nó nổi lên rất là nhiều, hoàn thiện lên rất là đẹp luôn. Một cái chỗ con chung nó hoàn thiện lên rất là đẹp. Lên sự giá tấm này là 50 triệu. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video dài này nha anh em. Em xin được kết thúc video tại đây. Ok, chào anh em ạ.